ở dưới cái đĩa. Mà con thách bố mà không sờ vào cái đĩa mà lấy được tờ 1.000. Nào thì bây giờ bố chịu rồi, bây giờ con làm đi. Thế thì tại sao lại có cái giấy với cả đổ nước vào đây làm gì? À, để làm cái ngăn không khí không lọt vào. À, giống như hút chân không đúng không? À, tại sao con lại biết trò này? À, trong sách đúng. Lại đọc trong sách? Trời tuyệt vời.